Vào đêm xảy ra thảm kịch Itaewon ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Park Kyung-ho ở trong quán bar trên sân thượng của mình. Quán bar mà ông làm chủ nhìn ra một con hẻm hẹp ở Itaewon. Lúc đó ông đang làm việc ở sau quầy. Thỉnh thoảng, ông Park nhìn ra bên ngoài kể từ khi quán mở lúc 17h30 phút hôm 29 tháng 10. Hàng chục nghìn thanh niên đã đổ xô đến khu vực này để tham dự lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm tạm ngưng do đại dịch Covid-19. Ông Park cho biết, ban đầu ông rất vui vì có nhiều khách hàng như vậy. Ông quay lại video này vào lúc 21 giờ 55 phút. Video cho thấy cảnh mọi người tràn ngập đường phố và ngay sau đó, lúc 22 giờ 20 phút, sự hỗn loạn xảy ra. Đám đông đổ vào một con hẻm rất hẹp và dốc. Đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy mọi người chen chúc trên các con phố xung quanh con hẻm, nơi nhiều người thiệt mạng. Theo các nhân chứng, những người ở trên đỉnh dốc ngã xuống khiến những người bên dưới đè lên nhau. Kết quả là một vụ giẫm đạp làm ít nhất 154 người thiệt mạng và 149 người bị thương. Ông Park nói nhân viên giữ khách hàng lại bên trong quán rồi chạy xuống hiện trường. Ông đã hô hấp nhân tạo và cứu mạng một người phụ nữ. Thi thể người xếp thành hàng dọc ở đây. Chúng tôi sẽ hô hấp nhân tạo ở đây và sau đó đưa họ tới đây. Ước tính có khoảng 100.000 người đã đến Itaewon vào hôm 29 tháng 10. Nhưng theo thành phố Seoul, chỉ có 137 cảnh sát tại quận Itaewon vào thời điểm đó. Giới chức vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Các chuyên gia an toàn cho rằng việc kiểm soát giao thông hợp lý có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là tránh dẫn đến thảm họa. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.